robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong tựa game Toilet Tower Defense. Hồi đầu mình định làm video với nội dung sử dụng những con unit gọi là cực kỳ hiếm trong game. Nhưng mà sau khi chơi thử vài màn, test thua các bạn, bản thân những con unit này nó khá là mạnh. Nhưng mà nếu bạn sử dụng không đúng cách thì nó vẫn phế như thường. Sẵn khoe với bạn luôn, đây mình có con Spider TV, săn sale đồ mọi người. Tiết kiệm bỏ ống heo, săn sale trên trang robotviet.vn. Con này hiện tại vẫn kiếm được trong game, tỷ lệ xuất hiện 0.1% từ rương 200 gem. Video cái đây tầm 10 ngày mình có review rồi, mà nào chưa coi coi lại ha. Thì tóm lại con này một con AOE, tấn công đa mục tiêu và movable, tức là có thể di chuyển, cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ bị choáng. Đây là một trong số 4 con không bị choáng trong game, bao gồm Speaker Spider, Camera Spider, Spider TV và gần đây nhất mới nhất là Siêu Cameraman 299 robot từ chức năng movable nha. Còn cái con này Siêu Cameraman không bị choáng do kỹ năng của nó là Reflect phản đòn. Siêu là cái khiên các bạn, cái khiên phản đòn, vừa không bị choáng vừa gây tấn công. Rồi khoe tiếp con thứ hai, đó là con Engineer Cameraman. Cái con này giống như là cái con như này nè, Camera Helicopter, nó thả những con unit khác đi tấn công mục tiêu. Chỉ khác một điều, Camera Helicopter các bạn đặt chỗ nào unit đi ra từ chỗ đó, còn Engineer Cameraman thì sẽ đi ra từ cái base, cũng như những cấp độ đầu tiên. Cái con Engineer này triệu hồi unit không tấn công được. Các bạn thấy là Ali DPS bằng 0 nè. Lên cấp độ cuối cùng là 2000 ha. Nghĩa là lên gần cuối mới đánh được. Thì con này những quay đầu tiên khá là ngon. Nhược điểm là khi bạn chưa nâng cấp maximum thì sẽ có một số con bị lọt, như những con bay nè, helicopter bay nè, máy bay airplane. Còn nâng cấp cấp độ cuối là 6 cấp độ thì mọi chuyện sẽ giải quyết. Đây là 1% từ cái rương đầu tiên, rương Lucy đầu tiên. Rồi có một con nữa là Corrupted Cameraman. Cái con này là con từ sự kiện Halloween nè. Hình như là 1% đúng không? 1% từ Halloween. Đây một con bình thường thôi, nhưng khởi điểm đam khá là cao. Tốn 500 tiền, cooldown 1 giây, đam 2000. Tiền không nhiều, đam cực kỳ cao. Có điều đánh single thôi, tức là không đánh nhiều mục tiêu. Con cuối cùng là Chef TV Man. Con trong sự kiện Thanksgiving, hiện tại vẫn kiếm được 1%. Mỗi lần các bạn chơi map sự kiện, map này có 50 quay, chinh phục được quay 50, được một cái rune target miễn phí, tỷ lệ xuất hiện 1%. Và có flash. Cái flash này kiểu như gây nổ mọi người, explosion. Nó cũng một dạng AOE nha. Lúc ban đầu mình định dùng cái team, như bạn đang thấy toàn unit hiếm mà thôi, không giống 1%, 1%. Test tầm 3 map, xài tất cả các con như này, thua các bạn. Có màn lên được quay 30, có màn lên được quay 45 và màn gần nhất lên được quay 48. Do đó mình quyết định đổi chủ đề thay bằng con Siêu Cameraman. Nội dung sẽ trở thành liệu là con unit mới của sự kiện Thanksgiving, Chef TV Man có OP hay không. Bộ não nhảy ý tưởng khá là nhanh các bạn. Hiện tại thì trên trang robotviet.vn, nếu mua lẻ, Chef TV Man là 428.500, Siêu Cameraman là 69.000, Om Kim Farmer là 52.000. Và sau khi coi xong video này, nếu bạn thấy nó ngon, hãy là một like và đăng ký kênh cho mọi người mới. Mình sẽ kêu bên web tạo ra một combo siêu giảm giá cho ba con unit này. Được 777 like không các bạn? 777 like sẽ có một combo giảm giá của ba con unit này. Thì sẵn kéo một tí, hiện tại trên web đã cho pre-order những con unit mới sự kiện Giáng sinh. Cái con Santa TV Man là một con farm mới nha mọi người nha, cấp độ mít tích. Pre-order thôi nha, khi nào game ra mà bạn nào có đơn sẵn để mua đấy, thì bên web sẽ có unit chuyển cho các bạn. Cái đoạn sau video mình sẽ tua nhanh, tại vì mình chơi từ game này cần tập trung. Test map là không vừa nói vừa test được mọi người. Con này mình nói rồi ha. Và thêm một cái nữa, cấp độ cuối, nó sẽ gây hiệu ứng stun, làm cho những con enemy đi chậm lại. Với những quay đầu tiên, spam con này hợp lý. Nhưng mà nếu muốn gọi là sử dụng hết sức mạnh của nó, thì nên nâng cấp tối đa. Tuy là nâng cấp tối đa khá tốn nhiều tiền, Siêu Cameraman đã review rất nhiều rồi. Thì tóm tắt trước khi cho bạn coi video, những quay đầu tiên đương nhiên phải đặt farm rồi. Cách chơi của mình á thì đặt 4 cái farm ra, rồi những quay tiếp theo nâng cấp toàn bộ farm từ cấp 1 lên cấp 2, nâng cấp 4 cái farm đều từ cấp 1 lên cấp 2 hết. Rồi những quay tiếp theo nữa tập trung nâng cấp từng farm lên maximum, xen kẽ với đó đặt ra con Siêu Cameraman. Rồi tới một thời điểm nhất định đặt ra con Chef TV Man Mythic. Và lưu ý cơ chế, con Siêu muốn phát huy tác dụng của nó phải đặt trước. Các bạn sẽ thấy là trong video cái lane đường của nó mình đặt trước, đặt một hàng ngang những con Siêu Cameraman để bảo vệ những con Chef TV Man. Chef TV Man đường sau ha. Khi đó những con quái nó đi tới, nó gặp con Siêu đầu tiên, nó tấn công là tấn công con Siêu, và con Siêu sẽ gây phản đam cũng như đỡ choáng dùm những con Chef TV Man. Và cuối cùng từ quay 40 trở lên, khi thích hợp rồi bán hết farm và thay vào đó bằng những con Siêu Cameraman, thì bạn sẽ thấy combo này chơi map sự kiện rất là dễ. Còn những map trong game mình chưa test, nhưng cá nhân mình đoán cũng sẽ không khó lắm đâu. Rồi vậy thôi, chúc bạn coi video vui vẻ, hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé. Xin chào. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You
silence is small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.